Bác sĩ cảnh báo năm dấu hiệu sớm của suy tim rất dễ nhầm lẫn, đừng chủ quan. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh chuyện nhân quả. Các bạn ạ, à, trái tim chúng ta là nguồn sống quý giá, bơm máu đi khắp cơ thể để cung cấp oxy cần thiết cho sự hoạt động của tất cả các cơ quan. Tuy nhiên, bạn biết không khi tim không còn có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình trạng sức khỏe nguy hiểm nhưng rất phổ biến ở người cao tuổi đó chính là suy tim. Căn bệnh này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống khi càng cao tuổi mà nó còn đe dọa trực tiếp tới tuổi thọ nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Đặc biệt là trên thực tế lại có rất nhiều những dấu hiệu sớm của suy tim rất dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý khác, khiến chúng ta chủ quan và bỏ qua chúng. Vì thế trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chuyện nhân quả khám phá 5 dấu hiệu sớm của suy tim mà các bác sĩ đã cảnh báo, để từ đó bạn có thể nhận biết và phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Điều quan trọng là chúng ta cần lắng nghe cơ thể mình, chú ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất để có thể phát hiện bệnh sớm các bạn nhé. 5 triệu chứng dễ gây nhầm lẫn của suy tim ở người cao tuổi Các bạn thân mến, theo các bác sĩ cho biết có một số dấu hiệu điển hình cảnh báo suy tim mà chúng ta cần chú ý đó là triệu chứng khó thở, sưng mắt cá chân, đau ngực, tim đập nhanh hoặc không đều và mệt mỏi khi vận động. Ngoài ra, các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, ho dài dẳng, sưng bụng, tăng cân nhanh, buồn nôn và chán ăn cũng có thể là những dấu hiệu báo động mà mọi người dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Bác sĩ khuyến cáo rằng nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, chúng ta nên tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. 1. Khó thở Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một triệu chứng quan trọng thường thấy nhất của bệnh suy tim mà có thể nhiều người chưa nhận biết được sớm đó chính là khó thở. Khi khả năng bơm máu của tim yếu đi, máu từ phổi sẽ không được đẩy ra ngoài hoàn toàn mà dần dần tích tụ lại. Chính sự tích tụ này đã gây ra triệu chứng khó thở. Lúc đầu, khó thở có thể chỉ xuất hiện khi chúng ta thực hiện những hoạt động gắng sức như chạy bộ hoặc làm việc nặng nhọc. Tuy nhiên, bạn biết không khi bệnh đã tiến triển thì ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng hơn như đi lên cầu thang hoặc đi bộ cũng có thể trở nên khó khăn hơn các bạn có thể cảm thấy phải dừng lại thường xuyên để hít thở sâu hơn vì lúc này phổi không còn nhận đủ lượng oxy cần thiết. Điều này không chỉ làm giảm đi chất lượng cuộc sống mà nó còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe tim mạch của bạn hiện đang gặp vấn đề. Đối với những ai đã trải qua triệu chứng này thì điều quan trọng nhất là không nên coi thường hay bỏ qua nó nhé. 2. Ho dai dẳng Một triệu chứng quan trọng khác của bệnh suy tim mà nhiều người trong chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua nữa đó là ho dai dẳng. Bác sĩ Gosia Guamil cho biết, bệnh nhân suy tim thường gặp phải triệu chứng này do phổi có chứa nhiều chất lỏng chưa được bơm ra khỏi cơ thể. Khi tim không hoạt động hiệu quả, máu từ phổi không được đẩy ra ngoài hoàn toàn, dẫn đến tích tụ chất lỏng trong phổi. Điều này không chỉ khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy khó thở mà còn dẫn đến tình trạng ho kéo dài. Các bạn có thể thường xuyên gặp tình trạng ho khan hoặc ho có đờm, đặc biệt là vào ban đêm khi nằm xuống. Vì lúc này, Chất lỏng trong phổi càng dồn lên khiến cơn ho trở nên nặng hơn. Ngược lại, khi ngồi dậy hoặc đứng lên thì tình trạng ho có thể giảm bớt chỉ trong thời điểm đó. Vì thế, nếu như bạn thường xuyên gặp phải triệu chứng ho dai dẳng, đừng nên coi thường hay tự ý dùng thuốc ho thông thường vì nhầm lẫn với cảm mạo nhé. Đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến sức khỏe hệ tim mạch. Ho kéo dài và thở khò khè còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ đặc biệt là khi triệu chứng này kết hợp với những triệu chứng mà tôi sắp chia sẻ tiếp theo sau đây thì các bạn cần tới ngay bệnh viện để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời nhé. 3. Sưng, phù Chúng ta đã biết rằng khi tim không hoạt động hiệu quả thì sức bơm của tim cũng giảm từ đó chất lỏng sẽ tích tụ trong các cơ quan khác trên cơ thể của bạn và gây ra tình trạng sưng phù. Triệu chứng này có thể xuất hiện từ nhẹ đến nặng và rất thường hay bị bỏ qua hay nhầm lẫn với thận yếu, đặc biệt là ở những người thường xuyên đi lại trong ngày ban đầu các bạn có thể nhận thấy mắt cá chân và bàn chân của mình bỗng nhiên bị sưng phù lên đây là dấu hiệu rất dễ bị xem nhẹ vì sưng phù nhẹ có thể không gây đau đớn hoặc khó chịu tuy nhiên một khi bệnh đã tiến triển thì tình trạng sưng phù sẽ lan rộng hơn từ đó ảnh hưởng đến ống chân và đùi để kiểm tra các bạn có thể đặt đầu ngón tay lên chân và ấn nhẹ nếu vết lõm tồn tại trong vài phút rồi mới biến mất thì bạn có thể biết rằng đây là dấu hiệu của sự tích tụ chất lỏng do suy tim Điều quan trọng là chúng ta không nên bỏ qua những triệu chứng này nhé. Sưng, phù không chỉ là dấu hiệu của suy tim mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động. Khi chất lỏng tích tụ trong cơ thể, nó có thể gây cảm giác nặng nề, mệt mỏi và khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài ra, sự tích tụ chất lỏng ở các cơ quan nội tạng còn có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn từ đó ảnh hưởng đến chức năng của gan, thận và các cơ quan khác. 4. Đau dạ dày, tăng cân chúng ta sẽ cùng bàn về một dấu hiệu quan trọng khác của suy tim mà đôi khi có thể bị nhầm lẫn với những vấn đề tiêu hóa thông thường ở người cao tuổi nhé cảm giác no sau khi ăn chỉ một chút và hiện tượng tăng cân không rõ nguyên nhân đây có thể là dấu hiệu cho thấy chất lỏng trong cơ thể của bạn đang tăng lên do tim không bơm đủ máu vì khi tim không còn hoạt động hiệu quả thì lượng máu được bơm tới các cơ quan tiêu hóa cũng sẽ giảm đi điều này ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày và ruột khiến chúng không thể làm việc tốt như bình thường kết quả là các bạn có thể cảm thấy no nhanh hơn dù chỉ ăn một lượng rất nhỏ thức ăn cảm giác no nhanh này thường đi kèm với các triệu chứng như đầy bụng buồn nôn và thậm chí là đau dạ dày một dấu hiệu khác của sự tích tụ chất lỏng là hiện tượng tăng cân không rõ nguyên nhân nếu các bạn nhận thấy cân nặng tăng lên dù không thay đổi chế độ ăn uống hoặc mức độ hoạt động đây có thể là do cơ thể đang giữ lại nước tích tụ chất lỏng trong cơ thể không chỉ gây khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến tim mạch đó ạ. À. năm. thường xuyên mệt mỏi. dấu hiệu quan trọng thứ năm của căn bệnh suy tim mà không thể bỏ qua đó là khi cảm thấy khả năng vận động của mình ngày càng kém đi. đây là một trong những cách dễ nhất để nhận biết tình trạng suy tim đang trở nên tồi tệ hơn. khi tim không còn đủ sức để bơm máu hiệu quả các hoạt động thường ngày mà trước đây các bạn có thể thực hiện vốn dễ dàng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều những hoạt động như câu cá leo cầu thang hay thậm chí chỉ là đi bộ ngắn quanh nhà cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi hụt hơi và kiệt sức vì thế nếu như bạn nhận thấy rằng mình phải dừng lại để nghỉ ngơi thường xuyên hơn khi làm những công việc bình thường hoặc cần thời gian lâu hơn để hồi phục sau mỗi hoạt động thì đây có lẽ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tim của các bạn đang gặp vấn đề đặc biệt là nếu các bạn thấy mình không còn đủ sức để hoàn thành những hoạt động yêu thích mà trước đây vẫn thường làm thì tuyệt đối đừng xem nhẹ tình trạng này mà hãy sắp xếp đi thăm khám ngay các bạn nhé ai là người dễ mắc suy tim các bạn thân mến bệnh động mạch vành là nguyên nhân chính gây ra suy tim ở người cao tuổi căn bệnh này thường phát triển khi cơ tim bị sơ cứng và nguyên nhân chính là do việc không kiểm soát tốt bệnh tăng huyết áp hoặc tiểu đường đáng lo ngại hơn Viêm cơ tim do nhiễm virus cũng là một nguyên nhân hiếm gặp nhưng không kém phần nguy hiểm gây ra suy tim. Nhưng bạn biết không, những yếu tố liên quan đến lối sống của chúng ta cũng góp phần lớn vào việc phát triển bệnh này. Hút thuốc lá, uống rượu bia, béo phì đều là những thói quen xấu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Tiến sĩ Angela Rai, bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện Đa khoa London, chia sẻ rằng những bất thường về tim mạch không chỉ xảy ra ở những người cao tuổi mà còn có thể liên quan đến những người làm việc nhiều giờ. Việc căng thẳng và làm việc quá sức cũng có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch. Những người làm việc nhiều giờ có nguy cơ bị rung tâm nhĩ cao hơn so với những người làm việc theo số giờ tiêu chuẩn. Rung tâm nhĩ là một rối loạn nhịp tim phổ biến, có thể gây ra những tình trạng nguy hiểm như đột quỵ và suy tim. Cụ thể, những người làm việc từ 55 giờ trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc các bệnh về tim cao hơn 1,4 lần so với những người làm việc từ 35 đến 40 giờ mỗi tuần điều này cho thấy rằng việc làm việc quá sức không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn có thể đe dọa đến sức khỏe tim mạch ngoài ra có nhiều yếu tố khác cũng góp phần vào nguy cơ suy tim chẳng hạn như ngưng thở khi ngủ sử dụng một số loại thuốc và các thói quen xấu như hút thuốc lá hay uống rượu bia việc xác định đúng nguyên nhân gây ra suy tim là rất quan trọng để có thể tìm ra phương pháp điều trị thích hợp và hiệu quả bệnh suy tim có thể chữa khỏi không Suy tim là một tình trạng mãn tính mà nhiều người trong chúng ta có thể gặp phải, đặc biệt là ở tuổi cao. Khi nghe đến suy tim, có lẽ nhiều người sẽ lo lắng vì bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể kiểm soát các triệu chứng. Nhưng đừng quá lo lắng, vì hiện nay chúng ta có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả giúp quản lý và duy trì chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Gosia Wamiu đã chia sẻ rằng sau khi được chẩn đoán suy tim, bệnh nhân cần phải theo dõi và kiểm soát tình trạng bệnh trong suốt phần đời còn lại điều này thường được thực hiện thông qua chăm sóc tại các phòng khám chuyên khoa suy tim ở đây các bác sĩ sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cô chú đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp và điều chỉnh kịp thời nếu cần điều trị suy tim có thể bao gồm việc sử dụng thuốc để kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên nặng hơn đối với một số trường hợp các thiết bị cấy ghép bằng phẫu thuật có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của tim trong những tình huống đặc biệt nghiêm trọng ghép tim có thể là giải pháp cuối cùng điều quan trọng nhất là cô chú không nên bỏ qua những triệu chứng nhỏ và hãy luôn tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ việc duy trì lối sống lành mạnh ăn uống đúng cách và thực hiện các bài tập thể dục phù hợp cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể và tăng cường sức mạnh cho tim người cao tuổi bị suy tim cần lưu ý những gì khi bị suy tim việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày không chỉ là một phần quan trọng trong việc điều trị mà còn giúp duy trì chất lượng cuộc sống theo dịch vụ y tế quốc gia Vương quốc Anh, có một số điều cô chú cần lưu ý để quản lý tình trạng này hiệu quả hơn. Trước hết, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Cô chú nên ưu tiên ăn nhiều rau và trái cây, với mục tiêu ít nhất 5 phần mỗi ngày để cung cấp đủ vitamin và khoáng chất. Đồng thời, hãy bổ sung protein từ các nguồn như đậu, cá, trứng và thịt trắng. Điều này giúp duy trì sức khỏe cơ bắp và hệ thống miễn dịch. Đừng quên giảm lượng muối và đường trong khẩu phần ăn hạn chế chất béo bão hòa để bảo vệ tim mạch. Uống rượu bia cần được hạn chế tối đa, và việc không hút thuốc lá cũng rất quan trọng vì thuốc lá có thể làm tình trạng suy tim trở nên nghiêm trọng hơn. Để duy trì sức khỏe tốt, cô chú nên thực hiện chế độ tập luyện đều đặn, nhưng nhớ thực hiện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh vận động quá sức. Ngoài ra, tiêm phòng định kỳ các loại vaccine như cúm mùa và phế cầu là rất cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Cuối cùng, Việc kiểm soát triệu chứng và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ sẽ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe và điều chỉnh điều trị kịp thời. 4 thực phẩm tốt nhất cho tim mạch U60 cần biết Theo các chuyên gia, không chỉ có thuốc và thể dục mà còn có những loại thực phẩm đặc biệt có thể giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Điều này không chỉ áp dụng cho những người đã mắc bệnh, mà còn quan trọng đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là những người ở độ tuổi cao. Điển hình là có bốn loại thực phẩm này được xem là vũ khí giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đánh bay nhiều bệnh tật mà ít ai biết. Vậy đó là năm loại thực phẩm nào? Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu về bốn loại thực phẩm mà các chuyên gia dinh dưỡng cho là tốt nhất cho sức khỏe tim mạch của người cao tuổi nhé. 1. Cá hồi Cá hồi không chỉ phổ biến là một nguồn thực phẩm cung cấp chất béo lành mạnh nhất mà bên cạnh đó thịt, Cá này còn chứa đựng axit béo omega 3 quan trọng cho sức khỏe tim mạch mà chúng ta rất dễ dàng tìm mua. Bạn biết không, axit béo omega 3 được biết đến với khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm mức độ chất béo trung tính, còn được gọi là triglyceride trong cơ thể. Và triglyceride là một trong những yếu tố gây ra các vấn đề về sức khỏe tim mạch và tiểu đường. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng axit béo omega 3 có khả năng ngăn ngừa huyết khối bằng cách làm giảm nguy cơ kết tập tiểu cầu và bám dính vào thành động mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh của người cao tuổi chính là bổ sung ít nhất 2 khẩu phần cá mỗi tuần, đặc biệt là cá hồi. Mỗi khẩu phần cá nên có trọng lượng khoảng 85 đến 170g để đảm bảo bạn nhận đủ lượng axit béo omega 3 cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của bạn mà còn làm cho bữa ăn của bạn trở nên ngon miệng và đa dạng hơn rất nhiều đó ạ. À? Hai, đạm đậu nành. Đạm đậu nành không chỉ là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng mà còn là một lựa chọn thay thế thú vị và giàu giá trị cho thịt đỏ trong chế độ ăn hàng ngày dành cho người cao tuổi có chức năng nhai dần suy giảm. Với hàm lượng axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất đa dạng, Đậu nành là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn lành mạnh của bạn. Một điểm đặc biệt của đậu nành so với nhiều loại thịt khác là hàm lượng chất béo thấp và chất xơ rất cao. Điều này làm cho protein từ đậu nành trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe tim mạch. Đối với những người cao tuổi có mức cholesterol cao thì việc bạn có thể bổ sung đều đặn protein đậu nành vào chế độ ăn ít chất béo lành mạnh có thể giúp giảm mức cholesterol một cách hiệu quả. Cả Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA và Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ đều khuyến khích việc chúng ta nên tiêu thụ ít nhất 28 gram đạm đậu nành mỗi ngày. Điều này có thể đạt được thông qua việc thường xuyên kết hợp ăn các sản phẩm như đậu tương, hạt đậu nành, sữa đậu nành, bột đậu nành và đậu phụ. Bằng cách này, bạn không chỉ đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa đấy ạ. À? 3. Yến mạch chỉ cần ăn nửa cốc bột yến mạch mỗi sáng thì chúng ta đã cung cấp cho cơ thể một lượng calo nhẹ nhàng, khoảng 130 calo, nhưng bên cạnh đó lại đem lại nhiều lợi ích to lớn. Không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, mà yến mạch còn giúp giảm mức cholesterol và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tiến sĩ Peter Sukman, một chuyên gia tim mạch hàng đầu tại Trung tâm Y tế Đại học Connecticut cũng thêm vào rằng việc thêm bột yến mạch vào khẩu phần ăn sáng có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn từ đó giúp kiểm soát cảm giác đói và ngăn chặn sự cám dỗ từ những món ăn vặt không lành mạnh ngoài ra ăn bột yến mạch còn có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường một yếu tố nguy cơ đáng lo ngại cho bệnh tim điều quan trọng là bạn phải chọn lựa ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế vì các loại ngũ cốc tinh chế thường mất đi nhiều chất dinh dưỡng và chất sơ quan trọng theo hiệp hội dinh dưỡng hoa kỳ việc duy trì lượng chất sơ hàng ngày trong khoảng từ 21 đến 38 gram tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi sẽ giúp cơ thể hoạt động một cách trơn tru và khỏe mạnh hơn. đó là lý do tại sao việc bổ sung bột yến mạch vào chế độ ăn hàng ngày có thể là một quyết định thông minh để bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể đặc biệt là đối với người cao tuổi chúng ta đó. 4. rau bina rau bina là cái tên còn khá xa lạ với hầu hết chúng ta đúng không a Loại rau này còn được gọi với cái tên khác là rau chân vịt, cải bó xôi cùng với các họ hàng gần như cải xoăn, bông cải xanh và bắp cải xanh, không chỉ là những loại rau vô cùng bổ dưỡng mà chúng còn là vũ khí vững chắc trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe tim mạch khi về già. Điều này đã được tiến sĩ Sujinder Havala Hobbs, giáo sư trợ lý lâm sàng tại Đại học Bắc Carolina khẳng định thông qua nhiều nghiên cứu và thực tiễn. Bạn biết không, rau bina không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch một cách hiệu quả. Đặc biệt, chúng cũng là một nguồn cung cấp lượng lớn axit béo omega 3, là loại axit béo được biết đến với tác dụng cực kỳ tốt đối với sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, rau bina còn chứa axit folic, là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp làm giảm mức độ homocysteine trong máu. Homocysteine cao là yếu tố nguy cơ mới được phát hiện đối với bệnh tim mạch ở người cao tuổi. Vì vậy, việc bổ sung axit folic thông qua việc kết hợp rau bina trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ này. Còn bạn đã có một trong năm món kể trên trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của gia đình mình chưa? Hãy để lại chia sẻ cho chương trình được biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Như vậy, qua chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu sớm của suy tim mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Đôi khi, những triệu chứng như khó thở, ho dai dẳng, sưng phù cảm giác no đầy bụng hay sự giảm sút khả năng vận động có thể dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, chính những dấu hiệu này lại có thể là tín hiệu quan trọng báo hiệu tình trạng suy tim đang phát triển. Điều quan trọng là chúng ta không nên chủ quan mà hãy quan sát cẩn thận và lắng nghe cơ thể của mình. Những ngày hè nắng nóng đang đến gần, ai trong chúng ta đều cảm nhận thấy cái nắng đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn trước đây, phải không ạ? À? Khí hậu thay đổi cũng khiến cho nguy cơ mắc bệnh càng tăng cao, đặc biệt là đối với những ai đã ngoài tuổi 60. Từ xưa đến nay, vitamin C vốn nổi tiếng là một chiến binh mạnh mẽ, giúp xây dựng hàng rào miễn dịch của cơ thể chúng ta và hoạt chất này lại có rất nhiều trong quả chanh mà chúng ta sử dụng hàng ngày đấy các bạn. Uống một cốc nước chanh vào mùa hè không chỉ giúp bạn giải khát hiệu quả mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hầu hết mọi người sẽ thường pha nước chanh theo cách này là chúng ta vắt chanh thêm đường, nước lọc và đá để uống phải không nào. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là cách sử dụng tối ưu và hiệu quả nhất của loại đồ uống này. Trong video ngày hôm nay, chuyện nhân quả sẽ bật mí đến các bạn một cách pha nước chanh giúp nâng cao sức khỏe, bệnh tật né xa. Từ đó giúp kéo dài tuổi thọ. Bạn hãy tập trung theo dõi và đừng bỏ lỡ bất kỳ bước quan trọng nào sau đây. Cụ Minh là một người cao tuổi ở Hà Nội, vừa bước sang ngưỡng tuổi 80. Khi được tiếp cận, chúng tôi có thể nói rằng cụ là một người rất khỏe mạnh, không thường xuyên bị bệnh vặt. Vốn là một vận động viên điền kinh hồi còn trẻ nên cụ Minh có ý thức chăm sóc sức khỏe của mình từ rất sớm và sau khi trò chuyện chúng tôi đã biết được rằng bí quyết của cụ chính là uống đều đặn một ly nước chanh mật ong ngầm mỗi ngày theo cụ minh chia sẻ mỗi buổi sáng sau khi thức dậy cụ sẽ thường uống một ly nước chanh mật ong sau khi ăn bữa sáng nhẹ nhàng lý do khiến cụ quyết định kết hợp hai nguyên liệu này với nhau là vì thông qua tìm hiểu cụ đánh giá rất cao nguồn vitamin c từ quả chanh và khả năng chống oxy hóa từ mật ong. Cả hai đều tốt cho hệ miễn dịch và đồng thời giúp bảo vệ chức năng của tim và cả hệ tiêu hóa của chúng ta. Thế nên, dù đã ngoài 80 tuổi, cô vẫn được cả sớm ngưỡng mộ bởi khả năng nhanh nhẹn và tinh thần tươi trẻ của mình. Ngay cả bác sĩ khám sức khỏe định kỳ của cụ Minh cũng rất ngạc nhiên về sự cải thiện sức khỏe tích cực của cụ so với các cụ già đồng trang lứa. Tất nhiên, để đạt được hiệu quả như vậy, cụ Minh cũng đã tuân thủ một chế độ ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn, tâm lý lạc quan, lành mạnh. Nhưng cụ vẫn luôn nhấn mạnh với chúng tôi rằng, thói quen thêm nước chanh mật ong vào chế độ ăn uống hàng ngày mới chính là một yếu tố quyết định giúp cho cuộc sống của cụ thay đổi rõ rệt và hạnh phúc khỏe mạnh hơn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng việc uống nước chanh kết hợp với mật ong ngâm lại có thể gia tăng lợi ích sức khỏe của bạn? Đúng thật là như vậy. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng chúng ta nên kết hợp chanh tươi với mật ong nguyên chất. Sau khoảng 2 đến 3 ngày ngâm và chúng ta sẽ có được một thức uống không chỉ thơm ngon mà còn sức bổ dưỡng. Hương thơm thanh mát của chanh hòa quyện cùng vị thanh ngọt của mật ong không chỉ giúp tạo nên một thức uống tuyệt vời mà còn là một nguồn dinh dưỡng không thể tuyệt vời hơn vậy tại sao chúng ta không tận dụng những nguyên liệu tự nhiên từ thiên nhiên tạo nên những thức uống bổ dưỡng cho gia đình và đặc biệt là những người cao tuổi thật tuyệt vời phải không nào hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về những lợi ích thần kỳ mà thức uống này mang lại cho người cao tuổi chúng ta ngay sau đây các bạn nhé một nước chanh mật ong giúp làn da mịn màng ngăn ngừa lão hóa chanh là một loại quả cực kỳ giàu vitamin c mà chúng ta rất dễ dàng tìm thấy trong gian bếp của mình chúng ta đều biết vitamin c không chỉ tốt cho sức khỏe tổng quát mà còn giúp loại bỏ các vết thâm sạm trên da từ đó ngăn ngừa lão hóa và làm cho da trở nên sáng hơn bên cạnh đó thì mật ong cũng là một sản phẩm từ tự nhiên đặc biệt có chứa chất flavonoid. Đây là một chất có khả năng bảo vệ và duy trì độ ẩm cho da. Điều này càng trở nên quan trọng vì sau tuổi 60, da dần mất đi sự đàn hồi và trở nên khô sáp hơn. Cho nên, nếu bạn có thể duy trì thức uống mật ong thường xuyên sẽ khiến cho làn da của bạn trở nên mềm mại, mịn màng và căng bóng khi về già. Làn da còn là thước đo chính xác thể hiện tình trạng sức khỏe bên trong của cơ thể chúng ta. Và điều tuyệt vời là bạn chỉ cần sử dụng phương pháp này trong 2 đến 3 tuần, bạn sẽ dần thấy sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. 2. nước chanh mật ong giúp ngừa sỏi thận. Bạn biết không, có một cách thức đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để chúng ta có thể ngăn ngừa sỏi thận khi về già vì đây vốn là một vấn đề sức khỏe phổ biến mà người cao tuổi rất thường xuyên gặp phải gây ra không ít phiền toái và những cơn đau khó chịu cản trở sinh hoạt hàng ngày đó là bạn chỉ cần uống một ly nước chanh kết hợp với mật ong mỗi ngày vì sao lại như thế các chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng trong nước chanh có chứa rất nhiều gri tay đây là một chất có thể ngăn chặn sự kết tinh của muối canxi từ đó cản trở sự hình thành của sỏi thận trong cơ thể theo một nghiên cứu của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ, thì việc người cao tuổi uống nước chanh thường xuyên còn giúp tăng mức độ trích tây trong nước tiểu, đồng nghĩa với việc ngăn chặn sỏi thận một cách hiệu quả hơn. Hơn thế nữa, bạn biết không, trong mật ong cũng chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Khi so sánh khả năng thải độc tố, chất thải ở thận của mật ong với các nguyên liệu khác là không thể tuyệt vời hơn. Điều này không chỉ giúp cơ thể giảm nguy cơ hình thành những viên sỏi, mà còn tăng cường khả năng loại bỏ và sàng lọc ra khỏi thận thông qua đường nước tiểu đấy các bạn. Vậy nên, khi chúng ta kết hợp nước chanh và mật ong không chỉ tạo ra một loại đồ uống tốt cho sức khỏe, mà còn chính là một biện pháp phòng tránh sỏi thận cực kỳ hiệu quả. 3. Chanh mật ong giúp cải thiện khả năng miễn dịch sau đây, hãy cùng chúng tôi khám phá khả năng tuyệt vời mà chanh mật ong giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là cho những ai đã ở độ tuổi ngoài 60. Chanh có chứa lượng vitamin C vô cùng dồi dào, không chỉ tăng cường sức đề kháng mà còn có thể giúp bạn giảm nhẹ những triệu chứng của cảm lạnh khi thời tiết thay đổi và chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh tấn công. Ngày nay chúng ta càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống miễn dịch trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta. Còn với chanh thì mật ong cũng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quý giá với các khoáng chất và chất dinh dưỡng khác nhau có thể nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và từ đó chống lại bệnh tật. Điều này sẽ giúp người cao tuổi chúng ta giảm thiểu khả năng mắc các bệnh lý nghiêm trọng, từ đó giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Vì vậy, mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, cảm cúm hoặc cảm giác bắt đầu bị cảm lạnh thì hãy thử uống ngay một cốc nước chanh mật ong ấm nhé. Nó có thể nhanh chóng làm giảm các triệu chứng như sổ mũi, ho, giúp long đờm và thậm chí giúp bạn nhanh khỏi bệnh hơn. 4. Chanh mật ong giúp phòng ngừa bệnh tim mạch trong chanh có hàm lượng kali vô cùng dồi dào, mà kali âm lại chính là một khoáng chất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của cơ thể con người, nhất là trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Nguyên liệu thứ hai là mật ong cũng chính là một nguồn chất dinh dưỡng quý giá. Trong mật ong có chứa rất nhiều chất xơ, do đó giúp bạn hấp thụ chất béo trong ruột một cách hiệu quả điều này đã giúp cho cơ thể của bạn giảm đi lượng chất béo và cholesterol trong mạch máu đáng kể điều này rất thuận lợi cho việc làm sạch mạch máu và ngăn chặn mắc phải các bệnh tim mạch khi về già vì thế nếu bạn đang phải đối mặt với căn bệnh sơ vữa động mạch thì hãy thử bổ sung thêm nước mật ong nhé cùng vị ngon của nước chanh mật ong quý vị đã bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe của mình hãy tận dụng những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc này để chăm sóc sức khỏe tim mạch của mình rất đơn giản nhưng mang lại cho sức khỏe chúng ta hiệu quả mà bạn không ngờ tới để có sức khỏe tốt một tuổi già an lành thì ngay từ hôm nay hãy bắt đầu với một ly nước chanh mật ong mỗi ngày chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ thấy được sự khác biệt đó ạ à. cách làm món chanh ngâm mật ong bồi bổ sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm món nước chanh ngâm mật ong thanh mát, tốt cho sức khỏe và đặc biệt hữu ích dành cho sức khỏe của người cao tuổi. Bắt đầu bằng cách chuẩn bị nguyên liệu bao gồm ba quả chanh tươi, 500ml mật ong và một chút muối. Tiếp theo bạn cần sơ chế nguyên liệu, rửa chanh tươi dưới vòi nước sạch, nếu muốn sạch hơn hãy dùng muối tinh chà nhẹ lên vỏ chanh trong 1 đến 2 phút để cho ra chanh tự khô, ráo nước, cắt chanh thành từng lát mỏng đều, khoảng 2 đến 3 mm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình ngâm chanh nhé. Trước tiên chuẩn bị một lọ thủy tinh sạch đã tiệt trùng và được để khô hoàn toàn. Đổ mật ong cho ngập đáy lọ, sau đó xếp một lớp chanh lên. Tiếp tục những bước này, lớp mật ong, lớp chanh cho đến khi chanh và mật ong đã hết. Nhớ thêm mật ong đúng mức độ để đủ ngâm chanh. Cuối cùng, bạn hãy đậy kính lọ và đặt trong ngăn tủ mát lạnh trong đến 2-3 ngày. Khi muốn sử dụng, chỉ cần lấy ra 2-4 lát chanh đã ngâm và thêm 200ml nước ấm. Hãy thưởng thức hương vị thanh mát, chua ngọt của món nước chanh mật ong. Món này không chỉ giúp bạn giải khát một cách nhanh chóng, mà còn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta khi về già. Đấy các bạn! Uống nước cam thảo theo cách này sẽ khiến cho cơ thể của bạn bị tàn phá. Bên cạnh chanh thì nước cam cũng là một thức uống đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày nắng nóng vì hương vị thơm ngon dễ uống, không những thế còn giúp giải khát vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, đối với nhóm người cao tuổi đã ngoài 60 như chúng ta, thì liệu rằng việc uống nước cam thường xuyên có thật sự tốt cho sức khỏe hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Bạn biết không, một cốc nước cam tươi không chỉ là một nguồn cung cấp dinh dưỡng hữu ích mà còn là một biện pháp hỗ trợ sức khỏe toàn diện, đem lại nhiều lợi ích đối với người cao tuổi chúng ta cả về thể chất và tinh thần. Trung bình trong 240 ml nước cam sẽ cung cấp khoảng 110 calo, 2g protein, 26g cáp, folate, kali, magie. Đặc biệt, điều bất ngờ là hàm lượng vitamin C trong quả cam có thể lên đến 60%, lượng vitamin C cơ thể cần được tiêu thụ mỗi ngày. Do đó có khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa và giúp bảo vệ làn da của bạn, tránh khỏi tổn thương từ các gốc tự do. Uống nước cam hàng ngày không chỉ giúp bạn có làn da sáng khỏe, mà còn giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Bạn biết không, nước cam tự nhiên tăng cường serotonin, chất tạo ra niềm vui trong cơ thể chúng ta. Không chỉ là một thức uống làm đẹp, nước cam còn tăng cường sự tái tạo tế bào não và cải thiện trí nhớ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Bạn có biết nước cam còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Chất xơ từ cam giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, ngăn ngừa táo bón và giảm loét dạ dày. Với những lợi ích đa dạng có thể mang lại, cam là một trong những loại hoa quả góp phần nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện. Tuy vậy, để nước cam thực sự phát huy hết những dưỡng chất mà không gây hại cho cơ thể của chúng ta, thì bạn vẫn cần sử dụng một cách cẩn thận, đặc biệt trong các tình huống sau đây. Những trường hợp không nên uống nước cam kẻo lợi bất cập hại một Khi đói bụng Những ai ở độ tuổi 60 trở lên cần cẩn thận khi uống nước cam khi bụng đói. Lý do là vì trong nước cam có chứa hàm lượng axit cao, có thể gây ảnh hưởng xấu cho niêm mạc dạ dày khi uống trên bụng rỗng. Đặc biệt đối với những người cao tuổi, dạ dày thường ít bền vững và việc tiếp xúc với axit từ nước cam có thể gây kích thích, tạo ra cảm giác khó chịu và đôi khi đau nhức. Vì vậy, để đảm bảo chúng ta có thể thưởng thức được những lợi ích của nước cam mà không gặp phải vấn đề về dạ dày, hãy uống nước cam sau khi ăn. Nếu quý vị muốn thưởng thức nước cam vào buổi sáng, hãy đảm bảo rằng bạn đã ăn một bữa sáng nhẹ trước đó. Những lời khuyên này nhằm đảm bảo bạn có thể tận hưởng những quả cam ngon lành mà không cần phải lo lắng về bất kỳ phiền toái nào từ dạ dày. 2. Trước khi đánh răng chúng ta đều thích một ly nước cam tươi vào buổi sáng phải không nào. Nhưng quý vị có biết uống nước cam trước khi đánh răng lại không tốt cho men răng không? Axit trong nước cam có thể gây hại cho men răng khi chúng ta đánh răng đấy ạ. À. Dường như hoàn toàn vô tình nhưng thật sự thói quen nhỏ này có thể tạo ra những vấn đề lớn cho sức khỏe răng miệng của quý vị. Men răng khi bị ảnh hưởng bởi axit có thể dễ bị hư hại bởi tác động cọ sát từ bàn chải đánh răng. Điều này có thể gây ra sự mòn mất men răng, làm cho răng chúng ta dễ bị tổn thương và ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng tổng thể của các bạn. Vì vậy, nếu bạn đã uống nước cam trước khi đánh răng, thì bạn nên súc miệng bằng nước sạch để loại bỏ chất axit có thể còn sót lại trên răng. Điều này giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương cho men răng. 3 trước khi đi ngủ một ly nước cam tươi thơm mát là một lựa chọn để tăng cường vitamin c tuy nhiên chúng ta nên tỏ ra thận trọng khi uống vào buổi tối đặc biệt là trước khi đi ngủ vì sao lại như thế chính là bởi uống nước cam có thể kích thích tiểu tiện điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ đặc biệt là khi bạn đang cố gắng có một giấc ngủ trọn vẹn ngoài ra việc này còn dẫn đến sự tích tụ chất béo Do có thể không sử dụng hết năng lượng từ nước cam. Vì vậy, để giúp duy trì chất lượng giấc ngủ và kiểm soát cân nặng, bạn nên hãy tránh uống nước cam trước khi đi ngủ. Có thể thay bằng đó là một ly nước ấm hoặc trà nhẹ là một lựa chọn tốt hơn đối với bữa ăn cuối cùng trong một ngày. 4. Khi vừa uống sữa. Tưởng tượng sau một ngày dài, bạn đang nghỉ ngơi và vừa uống một ly sữa thơm béo và sau đó lại quyết định uống thêm một ly nước cam tươi mát để tăng thêm hương vị. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng hành động này có thể gây ra một số vấn đề cho hệ tiêu hóa của bạn. Sự kết hợp giữa protein trong sữa và axit tararit cùng vitamin C trong nước cam có thể tạo ra hỗn hợp khó tiêu hóa và gây ra các vấn đề như chướng bụng, đau bụng, thậm chí tiêu chảy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi từ 60 trở lên. Vì lúc này hệ thống tiêu hóa đã không còn linh hoạt như thời còn trẻ. Vì vậy, để tránh những tình huống khó chịu như vậy xảy ra, bạn nên tránh uống nước cam ngay sau khi uống sữa. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau thảo luận về công dụng tuyệt vời của việc pha nước chanh với mật ong. Đây được xem là một thần dược giúp bổ thận dưỡng tim có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi già. Lý do là bởi vì nước chanh và mật ong không chỉ đơn thuần là thức uống, nó còn là biểu trưng cho một lối sống lành mạnh và chú trọng đến sức khỏe. Việc lựa chọn uống nước chanh pha mật ong hàng ngày chính là bạn đang lựa chọn một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh hơn và tận hưởng những ngày tháng tuổi già đầy sức sống và niềm vui. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã